khi cuộc sống có hạnh phúc, vui buồn và nhất là khi trắc trở, thì tôi muốn truyền tải cảm xúc của tôi về các con tôi bằng các cái tác phẩm. Có những khi tôi nghĩ đến như đời sống của một người mẹ cũng như đứa con. Tôi là họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương. Khi chồng tôi và tôi ly hôn thì con trai của tôi là 8 tuổi, con gái thì 6 tuổi. Chúng tôi đã lựa chọn tài sản vì tôi nghĩ rằng anh ấy lựa chọn tài sản thì tôi sẽ không có tài sản, sẽ không sống được và tôi sẽ không thể ra khỏi ngôi nhà đó. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy rằng mình có đủ nghị lực để đi ra khỏi nó vì bên cạnh tôi luôn có các con. Tôi luôn cảm thấy rằng là có con là có đủ tất cả mọi thứ. Trong cuộc sống hàng ngày rất là vất vả để đi kiếm sống, nhưng ngày Tết là cái ngày mà tôi được làm những điều mà cho những người tôi yêu nhất. Ngày Tết thì Sơn rất là thích chơi pháo, Sơn lại vẫn châm xong cầm trên tay vì đấy là một quả pháo tép nên nó chỉ nổ bỏng bán tay thôi. Chất gia đình thì rất là ít, rất là thiếu, nhưng mà tuy nhiên thì hai mẹ con bao giờ cũng đi chợ để ngắm hoa. Những cái Tết đầu tiên ấy quả thực là những điều rất là đáng nghĩ. Khi mà trước đây thì là một cái Tết quá đầy đủ vật chất. Năm đó có lẽ là chỉ còn có 20.350 đồng và tôi để dành 2 tờ 10.000 ngày một Tết để mừng tuổi cho mỗi anh em một tờ 10.000. Tôi đã đi ra đi vào rất là nhiều, rất là đắn đo và suy nghĩ, và bỗng nhiên tôi thấy rằng mình rất đẹp qua gương và tôi vẽ chân dung mình và tôi bỗng thấy mình rất là đẹp và rất là có ý nghĩa để đáng sống, vì thế nên tôi vẽ liền cho đến ngày rằm ngày 15. Sau đó tôi nhận ra giá trị của hội họa. Hiện nay thì con trai lớn là Sơn thì đã lập gia đình ở và định cư ở tại Canada. Còn con gái là Ngọc thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và luôn tham gia các cái dự án nghệ thuật ở khắp nơi trên thế giới. Vì thế nên là tôi ở một mình. Các con không về thì tôi sẽ đi du lịch ở đâu đó, đi xe máy từ tỉnh này qua tỉnh khác, sau đó hết 7 ngày Tết thì lại trở về Hà Nội. Khi đi tôi thì thường bao giờ cũng nghĩ đến con. Nhưng bọn con cũng luôn luôn cũng sẽ nghĩ về đến mẹ. Mẹ yêu các con. Ồ, thật à?